Xin chào tất cả bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video Mỹ Linh Vlog. Đó, hiện tại Linh đang có mặt tại khu vực trung tâm huyện Mèo Vạc. Thì hiện tại cũng khá là đông mọi người ra phía bên ngoài huyện Mèo Vạc để chơi Tết rồi. Đó, mọi người thấy rất là đông nhá. Đây là những cô gái rất là xinh. Xin chào nhá. Ôi dồi ôi, sao ngại thế? Ui dồi ôi, lửa ấy, tán rồi ơi. Ôi dồi ôi, lửa cũng ngại. Lửa cũng ngại ở xưa các. Thế này làm sao mà có người yêu được. Đây ở phía bên này rất là đông nha các bác nhá. Đó, thực sự là khá là đông khi bà con ra phía bên ngoài chợ phiên Mèo Vàng này để chơi Tết đây. Úi dồi ôi, mọi người thấy đông chưa? Rất đông luôn. Đây có rất là nhiều các bạn mặc những bộ quần áo trang phục của người Mông ở trên vùng cao, cũng khá là đẹp, khá là xinh. Đó. Không biết là hôm nay đấy, úi dồi ôi, tuyệt vời ấy nhỉ. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, chết thôi, chết quá. Thế mấy bạn này không tìm được ai à? Hả? Dung, đại ca, đại ca. Úi dồi ôi, đi ôm gái chắc là bẩn hết đây này. Úi dồi ôi, đông người quá các bác. Đây là một cái khung cảnh mọi người thấy rằng là bà con ở vùng cao, đặc biệt đấy khu vực chợ phiên Mèo Vạc chơi Tết như thế nào nhá. Đó, rất là đông người đây. Đó, nhiều quá. Dự và Linh tính cái khả năng là mùng 3, mùng 4 nó còn đông hơn nữa. Bây giờ đang chỉ là mùng 2 thôi. Nên là cái lượng người là đến đây nó đang rất là ít. Như thế này là ông Linh nghĩ là nó khá là đông rồi các bạn. Tuyệt phẩm đấy, xinh quá. Ủa, bên này còn có bạn mặc quần áo này, như những cô gái mông khá đẹp các bác, xinh quá. Đấy, mọi người là cứ thấy máy quay là ngại, cứ tránh tránh thôi các bác. Đông quá. Năm nay do cái sân bóng này đang được tu sửa, thế nên là mọi người cũng ra không còn cái khu vực rộng ở đây, cái khu vực trung tâm để vui chơi nữa. Ngày xưa là những năm trước ấy, mọi người còn đánh cù hay là tổ chức những lễ hội ở phía bên trong cái khu vực sân vận động này. Hiện tại là nó đang được tu sửa, thế nên là không còn những trò chơi dân gian để cho tất cả mọi người đây khi đến với chợ một ngày Tết ở vùng cao để là vui chơi. Thực sự rất là đông. Các bác thấy đông chưa? Ui dồi, được người thì cứ đi thôi. Đông quá, như lễ hội luôn, đông nghìn nghìn. Đây mình thấy bạn này là cũng đi bán bóng từ nãy đến giờ, cứ che mặt thôi. Bạn này rất là xinh gái nha các bác nha. Gọi là cực kỳ là xinh. Đó, hiện tại là cũng có du khách nước ngoài là cũng bắt đầu là xuống đi du xuân đấy các bác. Chắc là khả năng các bạn nước ngoài là cũng thấy là hôm nay không biết là ở vùng cao là đang chơi lễ hội gì mà có thể đông người như thế này. Đó. Đây, chúng ta sẽ đi sang phía bên này nhé các bác nhé. Mình sẽ quay một chút chút cho mọi người biết về cái không khí chơi Tết ở vùng cao nó như thế nào. Đây, phía bên này cũng đông này. Thế đây là người yêu của bạn này à? Phải không? À, úi dồi, bạn gái xinh gái đấy nhờ. Học lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi à? Úi dồi ôi, lớp 6 đã có người yêu này rồi. Giỏi quá, tuyệt vời đấy. Đây các bác, đây là cái khu vực công viên. Còn ở phía bên kia là có một cái khu vực là hoa ấy. Công viên cũng là công viên hoa nhưng mà mọi người chụp ảnh ở bên đó khá là nhiều. Rất là đông luôn. Đó. Hiện tại thì mình cũng thấy rằng là
bây giờ càng ngày con trai còn nhiều hơn con gái rồi. Con gái bây giờ rất là quý. Đó. Đó, các bác thấy đấy, khi người ta thích nhau rồi người ta sẽ dắt nhau đi này để trò chuyện với nhau á. Đồng quá. Đây mình cứ đi một vòng cho tất cả mọi người biết. Sao cứ ngại ngại ấy nhở? Ôi dồi ôi. Đi đâu đây? Cho anh đi cùng được không? Sao đây không mặc quá không? Không à? Ôi dồi ôi, bạn này xinh gái lắm các bác. Sao cứ ngại cúi mặt xuống này? Ôi dồi ôi. Toàn tuyệt phẩm thôi các bác. Ủa bạn này xinh quá. Cho anh đi chơi cùng được không? Thôi ạ. Hả? Em tên là gì? Em tên Linh. Linh nhá? Vâng. Ui dồi ôi, sao Linh mà xinh gái, tên giống như anh luôn. Linh Linh à, hợp đấy. Nhà mình thôi ở đâu? À. Nhà em ở Bảo Vy ạ. Bảo Vy à? Cho anh xin chụp một bức ảnh được không? Đây em đứng quay ở đấy rồi. Đây nhìn đây nhá. À, 1, 2, bạn. Thank you Linh nhá. Xinh gái đó các bác. Tuyệt vời đấy. Đấy, ui rồi. À, các bác thấy à? Ui rồi. Đấy, ui rồi. Tuyệt vời quá. Nói chung là ngày Tết thì các em nhỏ cũng chủ yếu là ra phía bên ngoài này để chơi thôi. Gọi là một cái ngày lễ hội thôi. Chứ những đứa nhóc, những đứa trẻ người ta chỉ gọi là vui đùa với nhau ngày Tết thôi. Đó, cũng mong là mọi người xem qua video này thì mọi người cũng bỏ qua cho các em nhỏ ở vùng cao đó đấy. Hello hello, đồng quá các bạn. Để chúng ta đi xuống dưới này thì sẽ có một cái khu vực vui chơi. Lử đứng vào chỗ này nhá, xe đồng quá. Lượng người thì cứ đi một vòng thôi. Có nghĩa là khi nào họ đi một vòng cứ đi, khi nào là tìm được bạn trai thì thôi thì mới đi về. Đó, ngày mai lại hẹn nhau tiếp lại đi ra phía bên ngoài này để chơi. Đấy. Hiện tại mọi người thấy rằng là mọi người đi nhiều quá, cái khu vực này nó bụi hết rồi. Đồng quá. Ờ, hello. Đó, những bộ trang phục đẹp chưa các bác? Rất xinh. Tuyệt vời đấy. Đây ở phía bên kia thì do là nhiều nhạc quá nên là Mỹ Linh cũng không thể sang bên đấy để quay video cho các bác được. Linh sẽ quay ngược lại đây. Đó, để cho mọi người có thể hình dung ra là bà con chơi Tết như thế nào. Rất là đông mọi người đây. Quần áo đẹp chưa? Alo? Ăn cơm chưa? Vâng vâng. Về sửa video lên luôn.
Em nhắn đi, nhắn đi. Hiện tại thì mọi người đã bắt đầu là có những đôi lớn lớn ấy, người ta có thể là lái xe nhau là đi du xuân, là đi đến chỗ mà có những cảnh đẹp để có thể tắm nhau ở đó, có thể gặp nhau ở đấy nó sẽ vui hơn. Còn ở đây thì sẽ là các em nhỏ không có xe máy thì sẽ đi ở đây nó ít hơn, chủ yếu là ngồi đây để du xuân đây. Mọi người thấy rằng các em cũng ngồi ở một góc này, nó rất là xinh gái. Xa phía bên này cho các bác nhìn thấy nó rõ hơn. Mọi người đi chơi Tết như thế nào, rất là đông nhá. Lứa ơi, không đi nhà cũng được. Mọi người nhớ đăng ký kênh để đón chờ mùng 3 Tết Linh đi quay, còn nhiều gái xinh hơn đấy nhá. Rất là đông luôn. Đông quá các bác ạ. Nó chợ huyện Mèo Vạc đây, chợ đêm Mèo Vạc nhá, rất là đông luôn.